Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn nha. Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin nữa cho mình một cái like và nhấn đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn nha quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay ở bên Cali có mưa đá này quý vị. Wow, quý vị thấy không? Trắng tinh hết trơn á, để mình coi mình rớt được cho một hai cục nào không nha. Gần đây thì không có, mà ở ngoài đó quý vị. Mưa đá chỉ là một cái hiện tượng thôi quý vị, chứ không có gì hết. Ở Việt Nam mình thì mỗi lần mà có mưa đá thì người ta nghĩ rằng là sẽ có chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng mà không, mưa đá chỉ là một hiện tượng bình thường mà thôi. Mưa thấy buồn quá quý vị ha. Không đi đâu được, không làm gì được. Nhất là những người buôn bán đó nha. Ở Mỹ thì những người buôn bán ở ngoài chợ trời hay là chợ dân sinh hay là chợ truyền thống thì hiếm lắm. Chỉ có cuối tuần hoặc là một cái ngày nào đó thôi. Còn Việt Nam thì chỗ nào cũng có hết. Cho nên khi mưa xuống, dân tình cực khổ lắm. Nhưng mà nói sao cũng không vừa ý vậy nha. Không mưa thì nói nắng nóng quá, hạn hán, mà mưa nhiều quá thì lại buôn bán ế ẩm. Làm sao cho vừa lòng người đây phải không quý vị? Nhiều người thì nói là mưa ở chỗ nào thì giống chỗ đó thôi. Mưa ở Mỹ, mưa Việt Nam cũng là mưa. Nước từ trên trời rơi xuống nhưng khác anh nha. Các bạn biết không, mưa ở Mỹ lạnh lắm. Nước mưa rất là lạnh luôn. Còn mưa Việt Nam thì hạt mưa nó không có lạnh, ấm áp, nhiều khi nít chạy ra tắm mưa nữa là khác. Nó làm cho thay da đổi thịt mát mẻ. Nhất là ở Sài Gòn hiện nay nắng rất là nóng, mà có những cơn mưa rào hay là những cơn mưa nặng hạt như thế này thì nó giảm đi cái thời tiết oi bức đó quý vị. Đứng chỗ quay tại nãy thấy mưa đá, bây giờ thì cũng mưa bình thường thôi, không có gì hết nữa. Tưởng là mưa đá dữ dội nên mấy người bạn đồng nghiệp chạy ra nói ra coi, ra coi coi mưa đá kìa. Bây giờ mưa đá có chút xíu à. Cali thì hạn hán quanh năm, rất là thiếu nước. Có những cơn mưa này xuống thì nó cũng đỡ cho nhà nước lắm. Ok, chỉ quay một chút xíu thôi nha. Tưởng là mưa đá lớn lắm nhưng mà không có lớn, vẫn trời đang còn đang mưa nhưng mà không phải là mưa đá nữa các bạn ơi. Hết mưa đá rồi và đá ở dưới nền gạch này cũng đã tan rồi. Ok, xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau nha. Bye bye.